chuẩn bị cái cảnh trăm lệch người mất. Vâng vâng, tay lại cho bác em tuân đâu phải chưa? Đừng đắt luôn một đồng cả. Ngon. Của nhà đấy sợ nóng lực. Mời cả nhà nhé, tiết ngon. Phải làm miếng nữa cho đúc đúc vào. Mấy anh em mà bác cháu ăn làm sao hết cái khay đấy mới ở nhà trong cái khay đấy đánh ngập cái khay đấy hơi nhiều đấy. Nếu mà để đánh nhà cái bát nước chấm như ngoài hàng ngoài quán nào mà đấy có mà đánh mấy chục bát thôi mà đấy. Tại mình làm mà chia sẻ thật, làm để ăn đỡ tốn kém bát đĩa, ăn được bao nhiêu là cứ ăn thế thôi chứ không phải là làm công việc hôm nay gì. Như cái bát ăn cơm này, mình đây là bát ăn cơm nên mình mà đánh cũng phải gần đầy rồi. Một bát ăn cơm này phải một mấy cái bát nước chấm đồng nhỉ, một thìa bát nước chấm đồng. Chào cả nhà nhá, chào cả nhà buổi sáng. Nay lại ra bà họ lấy ít lòng về ăn. Sáng sớm này 5 giờ đã hết có chưa? Đấy. Mình có 5 giờ sáng ở quê bắt đầu đã ăn đông mịt rồi này. Một tốp vào rồi. Cho vào mang về nhà nào. Bỏ khẩu trang anh em hết Covid rồi. Bỏ ra thế nào? Thôi người. Bỏ ra là ấy người đẹp đấy. Người thôn nữ xinh đẹp. Chán mà có cái gì đâu mà cứ lấy tay mày rụi rụi thế. Ngứa. Bị giếng. Hôm nay mình lại lấy đồ về làm ở nhà cả nhà. Như thế. Tiếc rồi. Đấy. Hai bọc à? Quay ăn sáng uống rượu xong đội cái mũ khác người đấy cả nhà. Nhìn cái mũ trong nhà nó đang mưa đội cái khác người, đội không giống ai. Là thì năm nay mới có 37 hay 38. Năm giờ sáng ấy cả nhà đi lấy ăn ở nông thôn, ăn uống xong rồi còn ra đồng ra điếc rổ cỏ rồi kia phu sâu thuốc mạ nhảy. Hôm nay mình lấy về đấy, ai ra sớm là lấy sớm, ai ra muộn lấy muộn, toàn cái đồ ngon là chọn hết trước. Ủa, cái cục nồng cổng nó ngon thế nhỉ, ngon quá cơ. Đấy cả nhà, mình về nhà mình lại cho vào luộc lại nhá, nước sôi rồi. Đây. Bây giờ mình đổ tất cả cái này vào mình luộc lại. Cái nồng ngon này mình cho luộc sau, luộc lại hết cho nóng. Mình làm cái gì nó cũng phải nóng, sôi và nóng. Để cho vào luộc lại lần nữa. Xong rồi làm một trận tiết canh nóng lợn. Sáng nó cũng mưa mang về nhà làm. Lúc nào luộc xong là mình lại vớt ra luộc cái này tiếp, luộc sớ hơn nó quất nó đắng cả nhà. Nếu cả nhà nhá, bây giờ mình sẽ cho lên thớt để mình băm nhân để đánh tiết canh. Đấy. Đánh một cái khay này mấy bác cháu ăn, mấy anh em bác cháu ăn. Đấy cả nhà. Bổi biết mình đã băm xong rồi nhá, bây giờ mình trộn lên. Đấy. Trộn lên nó rối vào khay này. Đây. Nó còn cái từng này gừng này, tí nữa nó băm được ngâm luôn nước sôi. Cả nhà là mình đánh 70 mô đĩa nhé.
Đấy, nước nóng của gừng này. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 7 nước 7 tiết nhỉ. Gói 10 nước. 8 9 10 tại tiết nó mặn, tiết này bà bảo nó mặn thì đáng nghĩa đánh 1-1 nhưng nó đánh hơn thì đẹp. Ủa, đổ vào thấy chưa, đơn giản như đan dổ. Mầm tươi cành, mầm tươi cành siêu to khổng lồ nhất thế giới. Cái câu nó nghe có vẻ quen quen, siêu to khổng lồ sợ thật. Đó, khả năng nó hơi kênh rồi đây. Rồi. Đấy, đúng rồi, để cân nữa nè. Được không? Ôi, cả nhà đồng cứng luôn. Tiết nợn đây. Mấy cái khay này to nóng hổi luôn đấy. Vậy là mời cả nhà ăn cơm cùng anh em chú cháu mình nha. Ngon lắm. Bữa ăn sáng đơn giản mà ngon. Dễ ăn nhà nhá. À, đấy, chào rồi, chào buổi sáng. Chào cả nhà buổi sáng nhá. Tiết canh nồng nợ. Ây da. Rồi nhấm đi thôi, nhấm đi cho nó nóng mát mẻ thằng người đi. Tí nữa bác Phản đang đi trên đường đi. Ui ông vắt nhiều chanh vào đây thế. Đang vắt nhiều chanh nó chua cái muối mắc khén này này. Chứ cái vẫn là món truyền thống. Sao được? Truyền thống cổ truyền Việt Nam của những ông gọi là ăn tiết tiết canh nồng nợ. Ngon lắm mà nhỉ, bữa sáng là khay tiết canh nóng hổi vừa thổi vừa ăn xứng đời ta điện. Thời tiết mưa mưa đây lạnh này là ok. Ngon tuyệt vời luôn. Đúng là bình tâm cổ nhìn nó sáng loáng. Đấy, rượu là cứ đấy cứ nên cứ chung uống rượu ngon cho hết đi, mai có cậu còn lấy rượu mới mà cậu đổ vào bật chung khác. Cái chè nó có mát mẻ người, hâm lại cho con cháu nó gần gũi, sống cả năm mà không đến để sống để con cháu nó không biết chơi thì chết cả nhà. Mình thấy thế thôi, các ông chú ông cậu mình cũng phải chuẩn mình như gì. Ăn đi, cẩn thận nào, bước qua rồi. Mát cả thùng dưới đây, lấy cái mấy tờ vào đó bác, xong rồi. Mình ngồi sát không? Hai người ngồi sát không? Bác ngồi. Nào bác. Uống đây. Trăm trăm bác cả nhà mình hôm nay cũng mưa nên nghỉ. Ây da. Cắn đi. Như này dày ngon. Vợ ông Thắng ấy nó có cơ đang ăn cái quyền nhà ông An rồi. Nhà ai? Nhà ông An. Đang ngồi đấy. Không nên. Ông là đêm. Hả? Ông làm đêm. Đang ngồi nghỉ. Còn Nê Toàn thì đằng này cũng đang diện. Cái đùm đùm của Nê Toàn. Kem nó mất một thương rồi. Em mà gớt nữa rồi mang cái kéo lên. Quỳnh thường ngàn tỷ con 20 nghìn. Cũng nghĩ là giày với ném với cả giày chưa. Thế cầm lên kéo lên là chắc rồi. Cô thì muốn nặng thấy cậu huấn luyện ăn cay ăn nắng được, ăn cay tỏi rất nhiều đây, ăn cay nhiều cay nóng là tốt, ăn là thích canh bình thường ăn làm gì cay diệt hết vi khuẩn, rượu vào ăn thích canh uống rượu.
trừ người là không uống rượu được chị. Không có nào cái này nó phá cái cây này nhỉ, nó nguội mất cái ảnh này. Ây da, còn phải phải là phá cái cây chơi cái này. Cầm đến cái cành trong nách người mất. Vắt tay cho cho bác này con đâu phải chưa? Đừng đặt luôn một đồng cả. Ngon. Của nhà đấy sợ cũng nóng lực. Mời cả nhà nhé, tiết ngon. Phải làm miếng nữa cho đúc đúc mà. Mấy anh em bác cháu làm sao hết cái khay đấy mới ở nhà trong cái khay đấy thôi, đánh ngập cái khay đấy hơi nhiều đấy. Nếu mà để đánh cái bát nước chấm như ngoài hàng ngoài quán làm đấy có mà đánh mấy chục bát thôi mà đấy. Tại mình làm mà chia sẻ thật, làm để ăn đỡ tốn kém bát đĩa, ăn được bao nhiêu là cứ ăn thế thôi chứ không phải là làm công việc hôm nay gì. Như cái bát ăn cơm này mình, đây là bát ăn cơm nên mình mà đánh cũng phải gần đầy. Một bát ăn cơm này phải mấy cái bát nước chấm đồng nhỉ, một người bát nước chấm đấy. Ngon. Cho nên kênh của mình có nhiều người bảo kênh của người làm cũng hàng thật với ta, tôi làm tôi ăn một bữa cơm gia đình chứ không phải ăn làm mà để cho người ta xem một hai lượt người ta thấy tớ hoàn toàn tào lao. Đánh để ăn dầu à, dầu gì à, bắt tay người ta ớt chưa? Ai sợ ớt đến đầu cái bài sợ ớt. Rồi vào đúng không chào? Làm việc tuyết canh. Mời cả nhà nhé. Tuyết canh với biển Nguyễn Ngọc. Cái gan này có để trang trí cho nó đẹp chứ còn không quái. Hình thức thì tại cũng mấy bạn bảo thế không rắc ít gan chứ cái này ít ăn lắm. Như thế. Miếng làm quả ăn không miếng quả ớt ăn sướng đời đây ấy thôi sao đi vô không ăn tô ba không ạ mới làm góc mới làm góc ai ăn bắt tay gì đây. Ngon gốc nhỉ, có phần thân đấy. Tập trung mấy cái canh ăn nó giòn nó ngon. Ủa nhà phải có ớt những cái canh bắt tay mà ngon, ngon gốc. Đồng cứng luôn. Đấy, ăn tỏi thế là thằng này được. Giống cậu. Đấy. Cục ớt cắn nhèm nhèm sợ thật đấy.
ăn một đi ăn cái cân no là không ăn được. Đĩa này hơi nhiều cả nhà. Ở nhà mình hình dung này một cái đĩa đánh bằng miệng luôn đây. Gần chục bát. Nếu như đánh bát con ăn cơm mà đầy thì sẽ là quá nhiều. Quá nhiều. Còn đánh bát nước chấm để làm trò hề thì có mà đánh được mấy chục bát. Cả nhà đánh bằng miệng lên luôn. Dày từng ngày. Cái này mình đánh để mình ăn mà. Anh em con cháu ăn thì mình ăn chứ không phải qua như là giờ lồm lồng kia bắt đầu đấy tối qua thì thế nhiều người biết là cô đổ cao là cô là đi kể chuyện là phải mù nó được rồi cô cái mang cứ đi cô thanh khô to mày nó cứ nổ nó không phải nổ nó cái gì kiểu chuột cọp 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 cái đấy nó tỉ thải. Chín ruột cả nhà xong hết rồi. Ở video mình kết thúc ở đây nha, cảm ơn cả nhà theo dõi clip nha, hẹn cả nhà clip sau. Chào cả nhà, chào cả nhà nha, nhận clip sau.